Tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám được tổ chức nhằm phát huy giá trị đặc trưng về đạo học của khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, góp phần thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm di tích về đêm, cũng như đa dạng hóa loại hình du lịch ở Hà Nội. Đây là tour đêm thứ tư của Hà Nội được tổ chức, sau tour đêm của di tích nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long và Bảo tàng Văn học Việt Nam. Tối 22 tháng 10, tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học, do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội thực hiện, chính thức vận hành thử nghiệm với sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp lữ hành. Tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, khác biệt so với việc tham quan di tích ban ngày. Cả không gian di tích được biến hóa bởi hệ thống ánh sáng và công nghệ 3D mapping, tạo nên một diện mạo mới, lung linh, huyền ảo và mang lại nhiều cảm xúc cho khách. Những công trình đặc trưng của di tích như Khuê Văn Các, Vườn Bia Tiến Sĩ, Giếng Thiên Quang, Khu Bái Đường được khai thác hiệu quả trong việc truyền tải những giá trị, ý nghĩa của đạo học. Khu vực Khuê Văn Các cũng sẽ trở thành nơi trình diễn âm nhạc truyền thống. Đặc biệt, show trình chiếu mapping 3D theo chủ đề Tinh Hoa Đạo Học tại khu Thái Học giúp cho khách tham quan khám phá những giá trị tinh túy nhất trong đạo học của người Việt. Tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Theo tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế đêm, đồng thời tạo sản phẩm mới thu hút du khách đến với di tích, trung tâm đã xây dựng sản phẩm trải nghiệm đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau thời gian dài ấp ủ, chương trình trải nghiệm đặc biệt này đã hoàn thiện và đang chuẩn bị nốt những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng ra mắt, hứa hẹn mở ra một không gian huyền bí, tinh tế của một khu di sản. Điểm khác biệt của tour trải nghiệm đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám là ở chỗ sử dụng công nghệ và ánh sáng, không dùng hình thức sân khấu hóa. Từ cổng chính tới nhà Thái học, mỗi khu vực đều có câu chuyện gắn với đạo học Việt Nam. Với tinh thần tour đêm phải phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt để cao đạo học nên điểm nhấn của tour nằm ở phần sân Thái học, khi du khách được xem trình diễn 3D mapping về những câu chuyện liên quan đến trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam, khi thể hiện các chủ đề, trường thi, các sĩ tử ngày xưa liên quan đến ý chí, ước mơ đỗ đạt, học hành, cá chép hóa rồng, rồi những khó khăn, thách thức mà mỗi người cần phải vượt qua. Hay các công trình kiến trúc của di tích sẽ hiện diện trong sản phẩm giới thiệu tới khách tham quan. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Lữ hành và Dịch vụ Quốc tế Ánh Dương, Ánh Dương Tour, cho biết, tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám mang bản sắc rất riêng của một khu di tích quốc gia đặc biệt, khác biệt hẳn với các tour đêm của di tích nhà tù Hỏa Lò hay Hoàng Thành Thăng Long. Tôi rất ấn tượng với cảnh tất cả mọi người tập trung trước cổng chính, sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Du khách bước vào bên trong với một không gian lung linh ánh đèn, mang đến những trải nghiệm mới lạ, khác biệt so với việc tham quan di tích ban ngày. Cả không gian di tích được biến hóa, đa sắc màu bởi hệ thống ánh sáng, mang lại nhiều cảm xúc cho tôi và nhiều du khách. Tại buổi vận hành thử nghiệm, các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội đánh giá cao ý tưởng và nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch mới của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, mang đến cho du khách trải nghiệm không gian di sản về đêm ấn tượng. Với tư cách là một địa danh du lịch quan trọng, Văn Miếu Quốc Tử Giám hoàn toàn có thể kết nối với các điểm di tích khác trong thành phố như Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Phố cổ Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, để hình thành những tour tham quan chuyên đề thực sự, tạo nên sức hấp dẫn lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, cho rằng công nghệ mới gây sự háo hức cho mọi người khi sử dụng mapping 3D trên nền kiến trúc của di sản. Tour đã truyền tải được một số nội dung tốt, nhưng cần hướng dẫn khách trải nghiệm để hiểu câu chuyện. Trong show trình chiếu mapping 3D cần kéo dài hơn, và khi khách thực hiện xong hành trình tham quan, tour nên có một trải nghiệm cho khách để tạo ấn tượng, có thể cho khách tham gia trò chơi mang tính du lịch. Còn ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho biết để tạo hiệu quả cao cho tour đêm, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cần có sự dẫn dắt khách, để có sự tập trung và có sự liên kết nhau giữa các khu vực. Với show trình diễn cần giới thiệu chủ đề đạo học ngay ban đầu, để khách nắm bắt được tư tưởng của show thay vì giới thiệu phần cuối. Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng cho biết, sẽ hoàn chỉnh tour đêm trước khi ra mắt công chúng. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.